Hello, xin chào các nàng, các cô, các cậu. Hello các nàng, hello các chị em, hello các chị em. Make up một tí, make up một tí để vợ chồng em đi có cái vụ này vui lắm nè. Lana, put some water inside here please. Thanks, Lana. Yeah. Xin chào chị em. Chị em xin chào. Xin chào chị em. Hôm nay mọi người đang làm gì? Các chế đang làm gì? Chó hôm qua, tối hôm qua về muộn quá. Tối hôm qua về mấy giờ về tới nhà? Hôm qua 1:30 đêm hôm qua mới về tới nhà. Thanks Lana. Hôm qua 1:30 đêm mới về tới nhà. Xong mọi người có hỏi em là trời ơi, chị Mai qua tới Malaysia mà không có chụp ảnh đồ ăn với lại chụp ảnh đi chơi cho mọi người coi. Bây giờ mọi người biết không? Mọi người biết không? Nói nhỏ với các chế như này là các chế này. Nói nhỏ cho các chế nghe này. Không biết là sao mà em khâm phục những cái người mà đi chơi lắm nha. Em cực kỳ khâm phục những cái người mà đi chơi gọi là đi chơi mà chụp ảnh gọi là sống ảo đó mà chụp đẹp quá trời đẹp luôn. Không những là chụp đẹp nhá mà lại còn chụp chi tiết đầy đủ. Có những cái chuyến du lịch mà em xem ở trên mạng đó, trên Facebook đó. Trời ơi, các má đi chơi mà các má chụp. Trời ơi má ơi, từ đầu đến cuối gọi là sao gọi là loang hoang. Cái gì cũng có khiếp đi. Một chuyến du lịch mà mình cảm giác như kiểu là người ta chụp ảnh mà mình có cảm giác như kiểu là người ta đi du lịch mà mình cũng biết luôn là cái du lịch nó có những cái gì luôn á. Mai bảo mình mà không phục mấy bà này thế, mấy mẹ này kiểu chụp siêu thế. Kiểu gì mà siêu thế nhờ. Thật sự bản thân Mai là một người đi du lịch rất là nhiều. Mọi người chắc biết, chắc không cần phải nói nhiều đúng không? Không cần phải nói nhiều là Mai đi du lịch rất là nhiều. Nhưng mà thật sự là mọi người sẽ thấy, để ý thấy là thật sự Mai đi du lịch không có nhiều ảnh chụp đẹp. Hoặc là không có ảnh để up lên á. Tại mọi người biết sao không? Lúc đấy còn phải ăn, còn phải chén, còn phải tung tẩy. Xong rồi còn phải kiểu nắm tay, nắm chân kiểu lãng mạn dởm, hiểu không? Không có thời gian để chụp ảnh. Em rất là ngưỡng mộ những người nào mà gọi là có cái cuộc sống gọi là rất là siêu, gọi là đi du lịch ấy. Đi du lịch là cho chụp từ cái đồ ăn, từ check in, từ xem phim, từ order đồ ăn, từ đến lúc ăn, đến lúc ăn xong, đến lúc đi ra, đến lúc chỗ này chỗ kia, chỗ nào cũng có thể gọi là chụp được. Mà chụp gọi là mình xem cái bộ ảnh mà người ta mà có đi du lịch đó, gọi là mình hiểu luôn là ô, cái du lịch này siêu quá mình mà. Nhưng mà đến khi mình trải nghiệm, mình đi du lịch các nơi trên thế giới rồi à, không phải là các nơi trên thế giới mà là rất là nhiều nước rồi à, Mai cũng đi 9-10 nước rồi đúng không? Thì Mai phát hiện ra một điều à, là đi du lịch á, mà má nào á, mà sống ảo á, mà chụp được cái ảnh gọi là đẹp, xong rồi hả, cứ update ảnh đi chơi mà cứ update, cứ 2 phút update ảnh một lần á. Đồ má. Nói có má nghe nè, trời ơi, là mấy cái má đó là sống ảo. Mọi người cứ để ý là mấy cái má đó là sao. Mấy cái má đó là trời ơi, anh bên phải chụp chưa đẹp, anh bên trái chụp chưa đẹp, mà còn phải mang một đống đồ xong rồi hả, mang một đống đồ để diện đồ thì mới chụp ảnh đẹp được chứ. Vợ chồng em hả, cứ mặc cái đồ bình thường thôi. Và cho nên là mặc đồ bình thường sao thoải mái nhất đi. Mình du lịch chứ không phải, mình đi du lịch chứ không phải gọi là mình đi du lịch chứ không phải là mình đi gọi là tra tấn, hiểu không? Cho nên thôi, bình thường là em đi du lịch toàn đi 5, 7 ngày, 9 ngày, 10 ngày. Nhưng mà rất có vài cái tấm ảnh mọi người bảo xong chụp ảnh đi cho mọi người xem. Mà mọi người ơi, chụp ảnh cái gì, lúc đấy là còn đang gọi là cong đít lên để đi chơi, còn đang lãng mạn dởm thì làm sao mà chụp được. Đúng rồi, cửa hàng của chị ở 382 Đội Cấn các nàng ơi. Đúng rồi, cho nên là hôm qua mọi người có bảo là tại sao không có up ảnh lên cho chị em xem, mà thôi cơ má. Sống ảo thôi, đừng sống ảo quá, hiểu không? Vui thôi, đừng vui quá, khiếp, sợ quá. Thôi, chị em nào mà cứ có gọi là nhiều ảnh mà đi du lịch mà cứ khoe tóe khói thì thôi cứ khoe thôi, chứ em không có.
không 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 khoe được, bởi vì sao? Có mẹ thời gian mẹ đâu mà chụp với chà chọt. Lúc đấy còn đang gọi là tớn mắt lên thấy đồ ăn này, sáng hết cả mắt lên, tớn cả mắt lên để mà ấy đồ ăn chứ còn đâu nữa. Mày thích chụp ảnh à? Mày thích chụp ảnh kệ mày nhá, tao không có chụp được. Con ánh rồ kia, con rồ ánh kia sao rồi? Cho tao tưởng mày hả, chưa bình phục chứ, đang định nhắn tin cho mày nè. Trời ơi sao rồi? Đó, để tí nữa nhắn tin cho con này xem đã vào đây hóng hớt rồi, nằm ở đang nằm ở đâu mà đã vào đây hóng hớt livestream live cò của mình rồi hả? Con ánh rồ kia, chết chết rồi. Sao mà dạo này mắt mình cận nhiều quá? Thỉnh thoảng nháy một hai kiểu thôi, khiếp. Sống ảo thôi, đừng sống ảo quá. Vừa phải thôi, vừa một vừa hai phải thôi, đúng không? Ôi, hôm nay da mặt mình đẹp như đẹp lồng lộn thế này, mặc dù tối qua về ngủ muộn không có tẩy trang đâu. Mà sáng nay là đã phải phục hồi ngay cho làn da rồi. Đêm qua về muộn quá 1:30 mới mò mò cái mặt về. Trời ơi, hôm nay da đẹp lồng lộn quá. Lồng lộn, lộn lồng. Ô, mai cắt tóc lâu rồi. Trời ơi, các chị em, các chế không biết là em cắt tóc lâu rồi. Trời ơi, cắt từ cái hột đợt vào về 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 Việt Nam cơ mà. Cắt từ cái đợt về Việt Nam cơ mà. Các chế không biết à? Em cắt từ cái đợt về Việt Nam qua tới đây rồi còn gì nữa. Từ khi em gọi là xuống tóc từ khi sau cái đợt cưới là em đã cắt 4 5 lần rồi đó các chế. Tóc hay mì tôm mà. Đoán xem tóc hay mì tôm. Tóc cũng được, mì tôm cũng được. Tóc cũng được mà mì tôm cũng được nha các chế, không sao luôn đó. Các chế mà nghĩ nó là tóc thì nó là tóc. Mà các chế nghĩ nó là mì tôm thì thì đây các chế chuẩn bị nước sôi ở đây, em cắt cho một ít, các chế mang về. Các chế mang về thả mì tôm ăn lẩu, nhúng lẩu chơi chơi. Có bọng mắt à baby ơi? Có bọng mắt, một là em đi ra thẩm mỹ viện em kêu người ta chạy máy cho em. Hai đó, nếu mà cái bọng mắt của em mà nó bị nhiều đó là cũng có thể mình bóc tách bọng mắt được này em, trừ khi nhiều quá thôi nhá, còn không thì đi ra ngoài thẩm mỹ viện người ta có chạy tan bọng mắt xong mình mua kem dưỡng mắt để mình bôi cưng, bôi đi cưng. Đúng rồi, tóc mới đó có má ơi, tóc mới đẹp không có má ơi, không phải tóc mới đâu má ơi, tóc giả. À, quên nhầm, tóc này là sao nhỉ, làm xăm giả đó má ơi, đẹp không? Tóc này không phải tóc mới mà cắt tóc rồi, nhưng mà hôm nay điên điên khùng khùng lấy cái máy làm xoăn ra xong rồi làm xoăn nó lên đó. Đẹp không? Trời ơi má ơi đẹp quá. Tao nói ơi đẹp gì đâu mà đẹp quá. Trời ơi má ơi, thôi để như vậy đi. Má ơi đẹp thôi đừng đẹp quá, đẹp quá nó chửi cho. Trời ơi đẹp vừa vừa thôi, đẹp quá đi ra đường nó chửi cho. Đẹp thôi đừng có đẹp quá. Đâu rồi, đánh thêm tí ở đây. Xinh gái chưa? Có quả lông mày. Vẽ lông mày lên xinh gái hơn chưa? Nhìn lạ hơn mọi ngày à? Lạ không? Lạ không? Nháy, nháy cái quả lông mày này. Để em làm đỏ một tí để em đi đi với chồng em. Em đi sống ảo, có chế biết không? Bây giờ là em phải đi sống ảo với chồng em. Biết sống ảo gì không? Đi đi chụp ảnh. Đấy. Cây nhà lá vườn mình không có ai make up cho mình tự make up đi. Sao? Nhìn thôi là đã thấy xinh gái rồi. Nhìn thôi là đã thấy xinh gái rồi.
Nhìn thôi là đã biết bà này bị điên rồi. Nhìn thôi là đã biết bà này điên, gọi là điên không có bệnh, không có thuốc chữa rồi. Điên không có thuốc chữa luôn đó má. Điên không có thuốc chữa luôn đó má. Âu, chị không có làm mắt mà chỉ có làm mũi thôi baby. Chị chỉ có làm mũi thôi nha, không có làm mắt nha. Mắt đẹp nha. Mắt đẹp nha, mũi xấu nên mới phải đi làm nha. Tóc mới nha Mai. A ha ha ha. Cười gì mà to vậy má. Này mình đánh quả son. Mặc cái áo này mình đánh cái quả son đỏ lòm lên. Mình sẽ đánh quả son đỏ. Nếu mà đánh son đỏ thì mình phải sao nhỉ? Mình phải đánh lông mày, ai có nhầm, mắt màu gì? Mắt màu gì? Cái màu môi hả? Cái màu môi này là cái màu môi xăm đó má ơi. Mắt chị đẹp quá hả? Trời ơi, mắt này liếc nhìn trai là có chết trai không vậy má? Mắt mình không hiểu kiểu gì mà không có gọi là đong đưa được nhỉ? Mắt mình không có đong dai được. Mắt mình không có đong dai được, mắt này là không có đong dai được nha. Hả? Cái mắt này là không có đong dai được. Không hiểu sao có một 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 số người có tố chất, có một cái gọi là cái mắt để mà đong dai, mà cái mắt mình không đong được dai. Mắt mình mà nhìn thấy dai là chỉ như này thôi, đơ như này thôi. Ê, yêu yêu nhau không? Ê, em yêu anh hả? Anh ơi em yêu anh. Phanh phiêu phem. Em yêu anh nhưng mà không có đong dai được. Kể ra là mình phải học một cái lớp huấn luyện, gọi là lớp huấn luyện chuyên đong dai. Thì may ra thì cái đôi mắt này mới gọi là ăn thua được. Có đâu, em làm son giả mà chị. Em làm son giả chị ơi. Đây, đánh cái màu mắt này lên. Bỏ cái này vô, bỏ cái này vô. Bỏ cái này vô, đánh màu nào cũng được. Màu nào cũng được các má ơi. Màu chỉ cũng được. Mà mình thích màu đen thì mình cho màu đen, mà mình không thích màu đen thì mình cho màu đỏ. Mà mình không thích cho màu đỏ thì mình cho màu hương. Màu chỉ cũng được. Nhưng mà đừng có cho cái màu, nhưng mà đừng có cho cái màu màu kỳ cục nha. Cho cái màu vô duyên nha má. Đó, đánh cái màu này vô. Đánh cái màu này vô. Trời đẹp quá. Đánh cái màu mà không có biết cái màu gì luôn. Đánh cái màu này vô. Đánh cái màu này vô. Đánh cái màu này vô nè. Má ơi. Cái màu này pha màu gì đây? Cái màu này pha màu cam với lại màu hồng. Pha màu cam với màu hồng vào với nhau nó ra cái màu gì thì đánh lên cái mắt của mình luôn ha. Ok. Tại sao mà mình cứ phải make up? Tại sao mình cứ phải học make up? Học make up để làm gì? Thích thì mình make thôi. Mình thích thì mình make màu thôi. Sợ gì bố con thằng nào? Người ta thích make màu hồng thì mình make luôn màu cam. Mà người ta make màu cam mình make màu đỏ. Ăn chơi. Em hả? Em make up là hả? Là cứ màu nào tiện tay là mình phang lên mặt thôi. Đâu có bắt buộc là phải gọi là bỏ màu này rồi bỏ màu kia. Cho em học ở trên YouTube em thấy người ta hả? Make màu mắt mà hả? Quá trời khó luôn. Thôi mình nghỉ đi, mình có thấy cái màu nào đẹp đẹp mình mua một cái bảng màu mắt về nè, nói có má nghe nè, mua một cái bảng màu mắt về, thích màu nào đánh màu đấy. Trộn màu xanh với màu đen cũng được, trộn màu đen màu hồng cũng được, ok không sao hết. Nói nhiều thế có khát nước không à? Có chứ, cho xin miếng nước coi. Có chứ sao không. Đó, khát nước nhưng mà da vẫn đẹp. Ô. Đó, chết rồi, chết má rồi.
Mồm thì nói nhưng mà cái tay thì làm, vậy được không? Cứ vậy cũng được không má? Chờ má ơi, má muốn bắt 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 bẻ tôi hả má? Má muốn bắt bẻ tôi hả má? Cái da tôi đẹp không má? Đó, thấy không? Mồm thì nói nhiều nhưng mà tay vẫn làm nha, nhìn thấy không? Đấy. Tay vẫn làm và vẫn chăm chỉ dưỡng da hàng ngày hàng đêm đấy. Vẫn chăm chỉ dưỡng da đều đều, vẫn xinh gái. May quá. Một câu nhắc đi nhắc lại 4 lần à? Có biết đấy là trong gọi là trong nghệ thuật nói chuyện khi mà nhắc đi nhắc lại 4 5 lần nó là gì không? Nó là quảng cáo đó các má. Nói một lần đó, nói một lần tức là nói chuyện mà một câu nói đến 4 5 lần đó, nó là quảng cáo đó các má. Chính là quảng cáo, nghệ thuật quảng cáo đó các má. Biết không? Mua đồ đi đấy, ví dụ như mà em mà có các má có biết không, ví dụ mà em mà có nói các má như này nè, ôi cái sao, ôi trời ơi hàng ở 382 độ cấn thích lắm đó, em nói một lần chỉ là nói chuyện thôi nhưng mà cứ 2 phút sau em lại nhắc lại là hàng ở 382 độ cấn thích lắm, hàng ở 382 độ cấn sướng lắm, hàng ở 382 độ cấn đẹp lắm, nhân viên ở 382 độ cấn đáng yêu lắm đấy, như vậy là quảng cáo, nghe chưa? Như vậy là quảng cáo. Như vậy là quảng cáo, nghệ thuật quảng cáo. Chết tôi rồi, mắt đánh như này thì tí đánh cái tí tí đánh cái môi màu gì, thôi cứ vẽ lên đi, chả biết đánh màu gì rồi. Ok, có mà tớ vẫn đang chia sẻ bí quyết dưỡng da mà. Rồi, vẽ cái mắt vô. Banh cái mắt này ra. Vẽ vô. Ok. Chọt chọt vào con mắt này ạ. Banh cái mắt ra. Chọt chọt vô con mắt này. Chọt vừa vừa đấy không? Chọt ở bên trong là teo nha. Chọt vừa vừa đấy không? Chọt ở bên trong là teo nha các má. Không có tiền đi bệnh viện đâu. Banh cái mắt này ra. Vẽ vô. Vẽ không được thì tập vẽ đi. Chưa có đánh son, chưa có đánh son. Chết rồi, cái nắp đâu rồi? Cái nắp đâu rồi? Hôm nay không có chọt nhầm gì to à? Chọt vô, chọt vào đây nè, chọt lên trên cái này nha, đừng có chọt vào trong cái lòng tròng mắt nha. Hôm nay đi đâu xinh thế à? Đi chụp ảnh đó má, đi sống ảo đó má. Hai vợ chồng rủ nhau đi chụp ảnh sống ảo vui chơi vậy đó má. Ở chứ bình thường em ở nhà hàng ngày là buồn buồn cũng vẫn cứ make up. Chơi vậy thôi. Hôm nào buồn buồn vẫn make up mà. Trời hôm nay cái da mình nó đẹp vậy. Cảm động. Cảm động bởi vì đêm qua biết biết không, mọi người biết không, đêm qua em đi chơi về muộn 1:30 mới về tới nhà. Cái xong ngủ luôn không có chịu make ấy, không có chịu dưỡng da. Sáng nay phải tẩy trang vội, sau đó là đắp ngay một quả cái quả mặt nạ cấp nước luôn, nhanh gọn tiện lợi. Sau đó mắt thâm thâm là chơi ngay quả mặt nạ gấu trúc, đó, mặt nạ gọi là thải độc chống thâm. Đó. Sau đấy mình đi rửa mặt là mình đã xinh gái như này rồi, lông lộn thôi, lộn lông thôi. Kẹp cái mi này lên, dùng khôi rồi đừng dùng tay trái, dùng qua tay phải đi. Thôi hôm nay không có dán mi, không có dán mi, hôm nay chỉ chút mi thôi, chút mi thôi. Hôm nay sống mũi cao à? Sống mũi cao bởi vì chị cứ vênh mặt lên như này này. Bình thường là không có vênh mặt, hôm nay vênh mặt đó, làm nó cao như vậy đó. Bình thường nó có cao đâu. Hôm nay cứ mặt mặt cứ vênh vênh như này này. Đùa chứ không phải đâu, tại vì chị đang nhìn ở trong cái camera này cho nên nó mới như vậy đó. Hôm nay không có dùng gương, thử thử make bằng điện thoại xem có được không. Mắt thì đã cận thì chớ vẫn cứ tinh tướng. Hơ bật lửa vào ghi kẹp cong hơn à? Thôi, lười lắm em ơi. Cái mi này, kẹp cái mi này cũng cong rồi mà. Lười lắm. Lười lắm.
Ôi ngồi này gãy mẹ cổ mất. Cứ ưỡn cái mắt vào như này gãy cả cổ. Mắt thì cận. Chuốt 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 cái này vô. Chuốt nhiều vô. Nhiều vô. Mascara. Mascara. Chuốt cái này vô, nhìn thấy không? Nhìn thấy chuốt mi lên rồi chưa? Chuốt bên này vô. Làm màu hả? Đúng rồi. Make up chính là làm màu. Chính xác, chính xác. Chính xác, make up chính là làm màu. Đó. Làm màu có nghệ thuật. Mascara mọi người có thể mua ở 382 đội cấn nha. Quảng cáo 2 phút dành cho quảng cáo, nhầm 2 giây dành cho quảng cáo. Mọi người mua mascara ở 382 đội cấn nha, mascara của Innisfree nha. Chuốt lên, gẩy lên, chết rồi. Đó, cái này nó bị vón rồi. Nó bị vón rồi, chết rồi. Vón rồi. Vón rồi rồi. Xích rắc như thế này. Cái tội là không có nhìn gương đó. Không có nhìn gương như vậy đó. Không có nhìn gương là nó vậy đó, có chế. Không không có nhìn gương là nó bị bết ạ. Mình phải chuốt, mình phải rích rắc. Em hôm nay em chuốt chuốt mi nhá. Quả này em chuốt sẽ chuốt cho gọi là mi gọi là dài lồng lộn. Dài lồng lộn. Chết rồi, dính vào mắt rồi. Im. Cái chế để im. Hôm nay em gọi là không gắn mi giả này. Em nói chung là hôm nào em bị rảnh đó mà em mà dùng mascara mà em không có gắn mi giả nha, mọi người biết không, là em ngồi em chuốt nha, em nói mọi người nghe. Chuốt gọi là cái này nó bị dính mascara rồi. Em mà chuốt nha, nó còn đẹp hơn cả mông lông mi giả luôn. Nhưng mà cái tội là sao? Cái tội là lười cho nên cứ gá gắn lông mi giả vào thế thôi, chứ còn đâu là chuốt lên mới đẹp nha, có chế. Ôi. Đó, bên này chuốt nhiều hơn. Bên này chuốt nhiều hơn, nó dài hơn chưa? Đó. Quay qua bên này chuốt tiếp. Kéo cái gương gần vào đây. Tại chuốt lông mi lâu hơn, mất công hơn dán mi mà. Đến lúc tẩy trang cũng lâu hơn nữa. Cho nên bị mắc cái bệnh lười đó. Mọi người các chế này, chuốt đừng có chuốt ở dưới cái chân lông mi nha, chuốt ở trên cái đầu lông mi này. Khi mà nó đã thành hình rồi đó là mình phải chuốt ở trên đầu thì nó mới dài hơn được, chứ đừng có chuốt ở dưới. Càng chuốt ở dưới chân mi á, nó càng bị bết. Nó càng bị bết nha các chế. Bết như vậy nó không có nối mi được. Đó. Gầy lên, đó, dày đầm lên. Dày đầm lên, gầy lên. Gầy cái mông của nó lên, nhìn thấy không? Gầy 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 để dọc cái mascara này gầy này. Tưng 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 này. Đó. Gầy tưng 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 mà bà tưng mà cũng phải chịu thua luôn. Nhìn thấy không có chế? Nhìn thấy không có chế? Thấy cái hàng lông mi đã đời không có chế? Thấy cái hàng lông mi đã đời không có chế? Ồ, cái lọ xanh hả? Cái lọ xanh, cái này là kem dưỡng da mà chị Mai mà em vừa mới lấy để em lấy một cái tăm bông, em lấy một tí kem dưỡng da để em xóa những cái vùng nào mà mascara nó bị lem ra đó. Lọ dưỡng da nào cũng được, mọi người cứ dùng dưỡng da là được. Đó, dày đầm lên. Nhảy tưng tưng lên. Tưng tưng đến tới lúc nào mà bà tưng bà ấy cũng chán mình thì thôi. Mất công quá đúng không? Trời ơi. Má ơi, đúng rồi, mất công quá nên mới dán lông mi giả đó cơ má. Em mà ngồi em chuốt từ giờ đến chiều. Trời đẹp không? Đã không? Đẹp không? Đẹp không có chế. Nè, bây giờ nè, đánh bên chuốt bên dưới này có chế này. Thôi, cái này phải đánh gương. Cái này không có chơi, không không có đùa được. Cái này phải dễ dùng gương. Đây nè. Đó, dính cả vào tóc à. Tóc lùi ra đây. Đó, để dọc cái mascara như này. Gẩy đi, gẩy đàn, gẩy qua, gẩy lại. Gẩy tới, gẩy lui. Gẩy tới lúc nào nó dài thì thôi. Đó.
tay ngón tay cong lên. Ngón tay cong lên, cong tớn lên. Mất công lắm, muốn mà chuốt cái mi này mà đẹp á, trời ơi mất công lắm nha. Nhưng mà đây hôm nay em sâu cho các chế thấy là mất công mà nó đẹp cũng đẹp mà. Đợi em tí. À, cái trên này nó đang bị dính cái này rồi này. Trời ơi má ơi, chuốt là phải đẹp rồi, nhưng mà tôi lười quá, tôi làm biếng quá, tôi không có chuốt đâu. Bình thường các má có thấy tôi có chuốt đâu. Hả các má, đâu có thấy tôi chuốt chuốt mi bao giờ đâu. Làm biếng lắm. Nhưng mà một khi mà đã ra tay nha, chuốt nha, là cứ phải thần sầu đấy. Đợi tí chưa xong đâu. Tôi chuốt từ giờ đến ngày mai. Tôi chuốt từ giờ đến ngày mai cho các chế xem. Chuốt từ giờ đến ngày mai cho các chế xem. Cái này nó hơi mất công một tí các chế. Mình buồn vì mascara mình đây. Mình buồn vì tim mình đau. Mình buồn vì mình cứ chốt mascara cả ngày như này này. Đấy. Chế đợi em tí. Em chuốt rất nhanh. Chuốt rất nhanh. Mọi người các chế qua địa chỉ cửa hàng em mua đi. Quảng cáo liền. Cho các chế hỏi một cái là em trả quảng cáo liền. Qua địa chỉ cửa hàng em đi, 382 Đội Cấn đó. Hoặc là inbox cho nhân viên bên em đi, pet bên em đi đó. Các bạn sẽ ship mascara đến tận nhà cho các chế. Bên này là dành cho chế nào gọi là chăm chỉ chuốt mascara nha. Chứ em mà lười như hủi như em đó, là lười lắm. Lười lắm, lười ơi lười. Lười chuốt mascara lắm. Vô cùng lười. Vô cùng lười. Ôi, chuốt như này thì chỉ có gọi là tung rời. Đa tình gọi là tung rời. Đẹp không? Đẹp không? Ha ha. Đẹp không có chế. Nhưng mà các chế ơi, cái này lâu lắm, chuốt lâu lắm, cứ ngồi như này. Muốn dài bao nhiêu thì cứ chuốt thôi. Đó, muốn nó dài hơn thì đây bây giờ em cho nó dài. Các chế còn muốn xem nó dài hơn nữa không? Muốn dài hơn nữa không? Em chuốt cho các chế xem. Nhưng mà ngồi cái này mà chuốt cái này chắc là đến Tết Congo có không má? Chắc chết con má ơi. Lâu quá. Dài quá. Đẹp quá. Đẹp quá, đáng yêu quá. Nhưng mà mệt quá, lâu quá. Trời ơi, lâu quá. Lâu quá. Chồng em đang bảo super đẹp quá. Thôi anh ơi, anh khỏi nịnh vợ đi anh ơi. Tối nay vẫn ngủ ngoài cầu thang thôi. Đâu có được vào phòng đâu mà cứ nịnh vợ làm gì. Nịnh cũng không ăn thua đâu, anh xã ơi. Nịnh làm gì? Nịnh làm gì? Nịnh làm gì khi mà vợ nó đã cho ngủ ngoài ghế salon. Ờ, sỏi mắt này baby chưa? Baby sờ bi chưa? Thôi, gần gốc mắt nữa, đây còn rất nhiều nhưng mà thôi, làm biếng quá. Baby sờ bi chưa? Cu sờ te chưa? Uầy. Chấm. Chứ giờ đánh cái son màu gì giờ? Mình buồn vì tim mình đau. Mình buồn thì mình đánh cái son hồng rồi đi. Đánh cái son hồng nha. Các chế mím môi, đừng có mím môi kiểu di môi này, mím môi như này này. Xong rồi thì cái môi của nó mới không bị di nhiều màu. Đó. Cái son hả? Cái son này là son
Uban DK. À, các chế mua cửa hàng em có nè. Uban DK màu số màu này là màu Menace. Menace Uban DK màu hường. Đợi em tí, bây giờ sao? Bây giờ đánh thêm tí mã hường nữa. Đánh thêm tí mã hường nữa. Cái son này nó có nè, đưa gần các chế coi nó có mềm mà nó có sao ta gọi là sao ta, nó có mịn không? Mặc dù môi em rất là khô, các chế nhìn gần các chế có nhìn thấy môi em nó rất là khô, không phải là khô mà nó nhiều nhiều nếp nhăn đấy, mà đánh không có bị dồn son đó. Hi hi, giờ đánh má. A hi hi, bây giờ đánh má. Đánh má thì sao bây giờ? Bây giờ quất quả má này lên cho Hương Huệ. Đó. Đấy, chia đôi cơn mơ này, thủy thủ thuật chia đôi cơn mơ, nhớ nhớ không? Chia đôi cơn mơ từ dáy tai đến mũi, chia đôi cơn mơ ra làm đôi từ cái chỗ này vẩy lên. Đó, đánh má hồng đó các má. Ôn lại bài cũ cho má nào mà chưa có vào đây chơi với em thỉnh thoảng á. Từ dáy tai đến đầu mũi chia đôi cơn mơ á, chia đôi cơn mơ gặp nhau ở đâu thì bắt đầu gảy lên chỗ đấy. Gảy 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 lên. Hôm nay phong cách Hương Huệ, đúng rồi, hôm nay phong cách Hương Huệ đó. Chia đôi cơn mơ này đó, chia đôi cơn mơ từ đây bắt đầu gảy lên đó, đánh vẩy vẩy lên trên, vẩy vẩy lên trên. Thế là khi mình cười một phát là nó thấy là cái má nó, trời ơi cái má hồng đáng yêu quá, Hương Huệ quá. Buồn buồn là phải Hương Huệ đó. Xong chưa chồng ơi? Anh ơi, I'm ready. Nhanh lên ông xã, nhanh lên, nhanh lên, không là bà này bà biến thành tôi biến thành con quỷ, con mụ quỷ quái vật gầm rú lên thì lúc đấy đừng có trách. Vẽ thêm tí cho đen. Ồ, má hồng màu gì hơ? Má hồng của cái hãng này, nhưng mà cái này hết hàng rồi chị. Cái này hết hàng từ đợt Giáng sinh. Cái này là hàng limited, hàng giới hạn. Có mấy chị mua hàng được rồi thì là xin chúc mừng, còn chị em nào mà chưa mua được thì là cũng xin chia buồn. Vì cái này nó hãng nó không có sản xuất nữa. Hãng nó không có sản xuất nữa mọi người, nó chỉ sản xuất có số lượng có hạn trong cái đợt Giáng sinh vừa rồi. Nhanh nhanh nhanh. Đẹp quá. Con lạy cô đẹp quá cô ơi. Cô ơi cô đẹp quá, con lạy cô. Chết má được rồi. Đồng nhập rồi các má. Đồng nhập rồi, con lạy cô đẹp quá cô ơi. Cô ơi cô đẹp quá. Ôi con lạy cô. Đây có, ở đây có chị em nào hay đi xem, đi đi xem nhảy đồng? Con lạy ba, để em hát giống như kiểu của Hoài Linh á, hát cho các chị em vui một bài ha. Con lạy ba ở trên ngàn nghe lời mà con khấn hay con cúng? Con khấn mà trần gian bà về, bà về. Hồi trước chồng em đang nhìn em với cái ánh mắt con này bị điên rồi, vợ mình bị thần kinh rồi, nó hát cái bài gì mà cứ tẩm đấy kia. Nhanh lên, khởi động ca, để khởi động xe để vợ chim cút bánh bèo. Nhanh lên anh xã của em. Con lạy ba ở trên ngàn nghe lời mà con khấn trần gian bà về. Ôi giời ơi, em là bị thỉnh thoảng em bị sao? Thỉnh thoảng em là bị gọi là đồng bóng. Đùa thôi chứ em mà
Em thỉnh thoảng là hơi hơi đồng bóng một tí thôi. Những ngày bình thường không có đồng bóng lắm đâu. Màu môi không hợp lắm à? Ừ, thôi kệ. Màu môi không hợp cũng được. Màu môi không hợp cũng được. Nhưng mà có quả răng trắng quá, cười phát. Ừ. Ừ. Cười tươi phát là xinh gái ngay. Son không đẹp nhưng mà răng đẹp thì được rồi. Các chế. Đừng buồn. Thơm quá. Đừng buồn. Môi không đẹp đúng không? Cười phát này. Nụ cười tỏa nắng là đã thấy vui rồi. Chị hát bài của chú Hoài Linh rồi đúng rồi. Chị hâm mộ chú Hoài Linh lắm. Rũ cái tóc này ra. Tung bay cái tóc này ra. Bóp cái tóc này lên. Từ từ á. Chuốt thêm cái này cho nó nhanh, cho nó dài hơn. Mascara mọi người mua ở ở 382 Đội Cấn nhá, cửa hàng em có đó mascara này. Nhiều mascara lắm mà nó có cả dưỡng mi ở bên trong, nó có tích hợp dưỡng mi bên trong nữa. Cho nên là lông mi sẽ dài hơn, nếu như mọi người chuốt mascara lông mi một thời gian lông mi sẽ dài hơn đấy. Bóp cái tóc ở lên. Cười phát. Đúng rồi, hôm nay chị Mai làm tóc giả đó. Có sữa rửa mặt trị mụn chị ơi. Có hết. Gì 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 cái gì cửa hàng em cũng có mỗi tiền là cửa hàng em không có thôi. Có mỗi tiền là cửa hàng em không có đấy chị. Cái gì cửa hàng em cũng có hết, chỉ có mỗi tiền là không có thôi. Chị qua đi để các bạn nhân viên gọi là tiếp đón chị. Đó, cười tươi như một nàng tiên. Bóp 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 cho cái này nó xù lên. Xù lên. Gầy đan lên. Thôi nha, em đi đây. Các chế. Em đi đây. Chào các chế. Các chế có một ngày vui nha. Đi đây, đi đây, đi đây. Ngoan ngoan ngoan. Xin tạm biệt. Đó. Chết 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 má được rồi. Giày đi giày gì bây giờ? Đó, bye bye. Đó. Bye bye con má. Chúc con má có một ngày vui. Má Mai đi đây. Hôm nay mặc cái quần đen này, mặc cái áo này. Bé không? Người em bé xíu à? Các chế cứ tưởng em cao lắm. Em bé tí mà. Thôi nha. Bye bye các chế. Chúc các chế có một ngày vui nha. Em chim cút bánh bèo đây. Bye 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 bye. Mom mom moa. Bye các chế.